Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Cơn bão số 4 với sức gió giật trên cấp 16 đang càn quét Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc đã gây ra ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều người dân phải đi sơ tán ngay trong đêm. Vào lúc 1 giờ sáng nay, khi người dân đang chìm trong giấc ngủ, cơn bão số 4 ập tới với sức gió tại tâm bão giật trên cấp 16. Sức gió rất mạnh, những nơi mà cơn bão đi qua đã gây ra ngập lụt trên diện rộng và làm cho cây cối bị đổ sập. Đường xá, cầu cống bị ngập lụt và tê liệt, khiến cho việc đi sơ tán của người dân gặp vô cùng khó khăn. Chính phủ khuyến cáo người dân không được đi ra ngoài đường và đây là một trong những điều tồi tệ nhất mà nhà nước Trung Quốc đang tiếp tục phải đón nhận. Tính đến nay đã là ngày thứ 32 Trung Quốc phải gánh chịu những đòn đau của thiên tai mà mẹ thiên nhiên đã gây ra. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua liên tiếp 31 ngày không biết tới ánh sáng của mặt trời. Tất cả bầu trời ở 28 tỉnh thành phía Nam chỉ có một màu đen duy nhất và mặt trời đã không xuất hiện ở Trung Quốc tính đến hôm nay đã là ngày thứ 32. Đây là một trong những điều vô cùng bi thương cho Bắc Kinh nhưng lại là một thông tin cực vui cho nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nga và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Bởi vì Trung Quốc đang bị trừng phạt, dường như mẹ thiên nhiên vẫn đang ra tay trừng phạt Bắc Kinh bằng những trận siêu bão và làm cho 6 con đập bị vỡ chỉ trong vòng 10 ngày. Nhà nước Trung Quốc phải ngay lập tức đưa ra báo động đỏ. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc phải thốt lên rằng trời ơi sao mưa to, gió lớn lại tiếp tục đổ lên đầu Bắc Kinh thế này. Cơn bão khiến cho hơn 100 triệu người dân ở Trung Quốc phải sơ tán suốt trong đêm ngày hôm qua. Ngập lụt ở khắp mọi nơi, những ngôi nhà cao tầng 7-8 tầng bây giờ chỉ còn lại cái nóc trên cùng là không bị ngập. Hiện tại nhà nước Trung Quốc đang gặp vô vàn những khó khăn và đau buồn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải gánh chịu bởi những gì mà Trung Quốc đã gây ra cho thế giới là vô cùng xấu xa. Giống như việc Trung Quốc đã đàn áp các nước trên thế giới để đi cướp Biển Đông và Trung Quốc chính là nước duy nhất tạo ra virus Covid tung ra ngoài thế giới, đã bây giờ làm cho hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này bị nhiễm Covid, làm cho không biết bao nhiêu gia đình khốn đốn vì nó, các ngành nghề bị lâm vào cảnh phá sản và làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc đã gây ra những điều tồi tệ nhất cho thế giới. Bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai, lũ lụt là điều dễ hiểu. Thưa quý vị, đó là những thông tin vô cùng mới liên quan tới cơn bão số 4 đang đổ bộ vào Trung Quốc. Ngay bây giờ chúng tôi tiếp tục cập nhật cơn bão số 4. Cơn bão giật trên cấp 16, có sức gió vô cùng mạnh, đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, nhà nước Trung Quốc đang gặp những nhân quả báo ứng khi những cơn bão mạnh đổ bộ vào Bắc Kinh trong suốt những ngày vừa qua. Hôm nay thì tiếp tục cơn bão số 4 đang đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Nhà nước Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân nên ở nhà và không đi ra ngoài đường. Ngoài ra, vào đêm ngày hôm qua, cơ quan cứu nạn tìm kiếm cứu hộ của nhà nước Trung Quốc đã phải sơ tán 40 triệu người dân lên những đỉnh núi cao để trú ẩn. Hiện tại thì tình hình mưa bão của phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ và đây là một trong những thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc nhưng lại là những thông tin vui cho những quốc gia trên thế giới bởi Trung Quốc là một trong những quốc gia không được lòng đối với cả hành tinh này. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những tin vô cùng xấu liên quan tới thời tiết, đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục hoành hành tại thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, cũng như nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, thậm chí cả bến Thượng Hải. Theo trang tin ABC News, trang tin chuyên theo dõi về thời tiết mưa bão trên thế giới cho biết thì Trung Quốc trong những ngày vừa qua đang gặp phải đại họa bởi những cơn siêu bão mạnh vẫn tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, gây ra mưa to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Theo trang mạng TikTok nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những đoạn video cho thấy người dân Trung Quốc đại lục đã phải đi tìm tất cả mọi nơi để trú ẩn, trong đó người giàu đã bay sang châu Âu để tránh trú, còn người nghèo thì tìm những đỉnh núi cao để trú ẩn. Một số người có biểu hiện trốn chui trốn lùi qua đường mòn, lối mở để sang Việt Nam, Lào và Myanmar, nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc không dám vượt biên sang đất nước của Việt Nam, nếu không sẽ bị các lực lượng, cơ quan ban ngành bắt giữ, đem đi cách ly 30 ngày. Kính thưa quý vị, trong một bản tin thời sự của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lũ vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành phía của Trung Quốc, gây ra vô cùng khó khăn cho người dân. Còn chính quyền của ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao, bởi vì trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đón nhận cơn bão số 8, một trong những cơn bão mạnh nhất, giật trên cấp 4 tiếp tục đổ bộ xuống các tỉnh phía Đông Nam. Theo ghi nhận của trang tin CCTV, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho hay, thì trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua,
Trung Quốc đã đón nhận tới 8 cơn bão, từ cơn bão số 1, cơn bão số 3, cơn bão số 2, cơn bão số 4, cơn bão số 5, cơn bão số 6, cơn bão số 7. Hành hoành suốt những ngày qua, thì cơn bão số 8 lại tiếp tục đổ bộ như chút nước vào phía Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh đại lục luôn hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của phía Trung Quốc đưa tin, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc. Đã có khoảng gần 40 triệu người của Trung Quốc phải đi sơ tán khắp mọi nơi để trú ẩn. Theo ghi nhận từ những phóng viên nổi tiếng của phía Trung Quốc đưa tin, một trong những ngôi nhà cao tầng 3, 4, 5 tầng thì bây giờ chỉ còn lại tầng trên cùng là không bị lụt. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho hay, nhà chức trách của phía Trung Quốc đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước hãy chuẩn bị ứng phó với những trận mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập và mưa như chút nước từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu. Người ta cho rằng đây chính là mẹ thiên nhiên đang muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, bởi vì xung quanh các nước láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản hầu như là không bị cơn bão nào quét qua. Theo một tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả kể từ đầu tháng 3 đã làm tăng mực nước tại 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 4 triệu người phải đi sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong, nhưng truyền thông nhà nước Trung Hoa đại lục đưa tin, mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp tục gây ra ảnh hưởng trên diện rộng và làm ảnh hưởng tới 120 triệu người dân trên cả nước, khiến một số tuyến tàu hỏa phải ngừng hoạt động, thiệt hại ước tính hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương với cả khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam được báo cáo là không có điện, cây cối, điện đường, trường trạm bị phong tỏa, ô tô, tủ lạnh, tivi trôi lênh láng dưới dòng sông và bây giờ cả đường của phía Trung Quốc cũng biến thành sông. Cách đó tầm khoảng 900 km về phía đông bắc, thành phố rất nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây mang tên là Hãn Sơn, nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều chiếc xe hơi hạng sang cũng đang bơi lội dưới dòng nước lũ. Thành phố Tuấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Đông vừa nâng mức cảnh báo với mưa lớn lên màu đỏ, mức cao nhất. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc đã ra hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp cả nước, đồng thời dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung của nước này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa ở thủ đô dự kiến sẽ đạt trung bình từ 60 tới 100mm, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc lại cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Còn nhớ năm ngoái, Trung Quốc đã phải từng chứng kiến tới 40 cơn bão lớn nhỏ và 50 trận động đất từ các tỉnh thành. Bắc Kinh dường như đang đối mặt với những ngày đen tối nhất trong lịch sử của loài người. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình mà thôi. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm tại tỉnh Hà Bắc, giáp danh với cả thủ phủ của Bắc Kinh. Mưa lớn và giông bão trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra, khiến cho máy bay phải tạm thời không cất cánh và hạ cánh xuống sân bay thành phố Thạch Gia của thủ phủ tỉnh Giang Tây. Theo rất nhiều nguồn tin cho rằng, thiên tai và thảm họa sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc để trừ khử Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới, bởi vì những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho rằng, chính Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ, mà còn cho cả toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc Hồng Kông cho rằng lũ lụt đang hoành hành và đang khiến cho khoảng 12 triệu người dân của Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh khốn đốn. Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, nhưng năm nay mưa to, gió lớn còn dự báo là nhiều hơn, khiến cho chính quyền nhà nước Trung Quốc không biết phải xoay sở thế nào. Hiện tại thì Bắc Kinh đang đưa ra cảnh báo bởi vì năm nay lượng mưa nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái. Chúng ta còn nhớ năm ngoái Trung Quốc đã phải hứng chịu tới 98 ngày đêm mưa to gió lớn. Bầu trời của Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối mà thôi. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến cho mực nước tại 16 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 120 triệu người dân tại các tỉnh lân cận. Trung Quốc có những con sông lớn như sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp xây chắn ngang, và sông Hoài Hà. Ngoài ra còn có sông Mekong và rất nhiều các nhánh sông khác. Dự báo nếu như mưa to, gió lớn tiếp tục xảy ra, thì nhiều khả năng sẽ vỡ đê, vỡ đập, sẽ tiếp tục làm cho người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước. Vào năm ngoái, nhiều cuộc diễn tập ứng phó với lũ lụt cũng đã được tổ chức trước mùa mưa bão và những tháng vừa qua. Năm 2020, Trung Quốc đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng 1.000 năm trở lại đây, ảnh hưởng tới khoảng tầm 600 triệu người và làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính quyền của phía Trung Quốc cảnh báo lượng mưa năm nay sẽ còn có thể cao hơn nhiều. Bộ Thủy lợi Nhà nước Trung Quốc hôm thứ Sáu vừa qua đã kêu gọi người dân và các cơ quan ban ngành hỗ trợ phòng chống lũ lụt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nào đánh bại được mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời. Hôm qua, lính cứu hỏa và rất nhiều ban ngành của phía Trung Quốc cũng như bộ đội công an ở khắp nơi đã vào cuộc. Tuy nhiên, mưa to gió lớn vẫn đang làm tê liệt toàn bộ điện đường trường trạm, khiến cho Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn. Và bây giờ thì Trung Quốc đang gặp phải nhân quả báo ứng.
Theo Bộ Thủy lợi của Bắc Kinh, sông Hoàng Hà, một trong những con sông rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đang là thời trọng điểm của việc kiểm soát lũ lụt năm nay. Hệ thống kiểm soát lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thành, các con đập có liên kết yếu. Việc ngăn lũ trên các con sông vừa và nhỏ gặp vô vàn những khó khăn. Cán bộ cùng những ban ngành của địa phương, Trung Quốc đang thiếu trầm trọng kinh nghiệm về chống lũ. Hai đường chính từ thành phố Trung Hoa Đại Lục tới các tỉnh thành khác đang bị cô lập. Theo những đoạn video do người dân của Trung Quốc đăng tải trên mạng TikTok cho rằng, dường như Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những điều tồi tệ do lũ lụt gây ra. Mưa to, hạn hán, lũ lụt, bão tố phong ba, động đất, vỡ đê, vỡ đập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới rất nhiều các vấn đề của người dân Trung Quốc. Làm cho người dân Trung Hoa đứng ngồi không yên, nhưng những quan chức của Trung Quốc thì vẫn đem tàu chiến, giàn khoan ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh, dương oai thách thức các nước trên thế giới. Điều đó cho thấy rằng các quan chức, cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không quan tâm tới người dân, không quan tâm tới việc chống lũ, chống mưa, chống bão, mà họ chỉ quan tâm tới Biển Đông và đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực mà thôi. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.